Xin kính chào quý bà con. Hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2022 nhằm ngày 18 tháng 2, kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá một số loại trái cây cho quý bà con tham khảo. Giá được cập nhật từ các anh em thương lái mua tại vườn ở Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Hiện tại tình hình giá cả các loại nông sản đang ở mức ổn định, ở mức thấp. Giá các loại trái cây hiện tại kênh cung cấp cho quý bà con là giá thương lái mua tại vườn và chỉ mang tính tham khảo ở thời điểm này nha quý bà con. Giá trái cây các loại cụ thể như sau. Bưởi da xanh loại 1 hàng đẹp lựa, 25.000 đến 26.000 đồng kg. Bưởi da xanh loại 2, 16.000 đến 18.000 đồng mỗi kg. Bưởi da xanh loại 3, 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Bưởi da xanh mua xô, 18.000 đến 20.000 đồng mỗi kg. Bưởi năm roi loại 1 giá 10.000 đến 11.000 đồng mỗi kg. Bưởi năm roi loại 2 giá 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg. Chanh không hạt bông trắng, 14.000 đến 16.000 đồng mỗi kg. Chanh không hạt bông tím đẹp lựa, 14.000 đến 17.000 đồng mỗi kg. Chanh bông tím mua xô, 11.000 đến 12.000 đồng mỗi kg. Chanh nướng có giá từ 9.000 đến 11.000 đồng mỗi kg. Hạnh có giá từ 11.000 đến 12.000 đồng mỗi kg. Cam xoàn có giá 19.000 đến 20.000 đồng mỗi kg. Cam sành mua xô từ 12.000 đến 13.000 đồng mỗi kg. Quýt đường loại 1 17.000 đến 18.000 đồng mỗi kg. Ổi Đài Loan có giá từ 4.000 đến 5.000 đồng mỗi kg. Ổi Nữ Hoàng có giá từ 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Ổi Ruby Ruột Đỏ có giá từ 8.000 đến 9.000 đồng mỗi kg. Đu đủ xanh 2.000 đến 2.500 đồng kg. Đu đủ mỏ vịt 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Chuối già 8.000 đến 9.000 đồng mỗi kg. Chuối sim 7.000 đến 7.500 đồng mỗi nải. Mãng cầu sim 11.000 đến 13.000 đồng mỗi kg. Mận An Phước 11.000 đến 13.000 đồng mỗi kg. Mận hồng đào đá 6.000 đến 8.0 đồng mỗi kg. Giá dưa hấu mua xô 4.000 đến 5.000 đồng mỗi kg. Sa po che mua xô 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Dừa khô 5.000 đến 5.500 đồng mỗi kg. Giá dừa sim, dừa ta lớn giá 70.000 đến 80.000 đồng mỗi chục 12 trái. Giá dừa sim tươi, dừa ta biên 50.000 đến 60.000 đồng mỗi chục 12 trái. Giá nhãn nghe DOR từ 20.000 đến 22.000 đồng mỗi kg. Nhãn da bò từ 10.000 đến 12.000 đồng mỗi kg. Nhãn xuồng 30.000 đến 31.000 đồng mỗi kg. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Ngoài ra kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại. Kênh Nhà Nông Miền Tây với chuyên mục tin tức nhà nông xin kính chào quý bà con. Thông tin được kênh Nhà Nông tổng hợp để cung cấp đến quý bà con, mong rằng sẽ giúp cho quý bà con có cái nhìn trực quan hơn về nông nghiệp. Ngoài ra kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.